Thời gian đã hoàn thành nhiệm vụ. Cái xác khổng lồ của con voi đã phân hủy. Các loài thú ăn xác thối đã xâu xé da, móng và xương thành từng mảnh. Có thể bạn sẽ nghĩ cái xác này chẳng còn gì để ăn nữa, nhưng không đâu. Khi màn đêm buông xuống, một con nhím châu Phi đã tìm đến. Loài gặm nhấm ăn cỏ này không thích thịt, nhưng rất khoái xương. Nó gặm xương để hấp thụ canxi và nhân tiện để góp phần phân tán xác voi. Nó tha vài cục xương về sò huyệt của mình. Con cầy mangut này trong vài ngày qua thường đến đây đánh chén. Cơ thể thon gọn của nó một lần nữa lao vào bên trong xác voi, nhưng chẳng còn lại gì nhiều cho nó. Nó sẽ phải tìm một bữa ăn bổ dưỡng hơn ở nơi khác. Cách đó không xa là xác của một con voi khác. Nó chết vì già yếu. Nó đã 70 tuổi. Từ tư thế của nó có thể đoán được rằng nó đã đến đây, khuỵu xuống và chờ đợi cái chết tìm đến. Xác voi có sức thu hút như một thỏi nam châm. Một con linh cẩu uể oải bước tới, nhưng nó lại đánh hơi thấy một mùi hương đáng lo ngại. Chó rừng hoàn toàn có thể tấn công một loài mạnh hơn. Cặp vợ chồng chó rừng mò tới để đánh chén cái xác tươi mới. Sau khi ăn no, hai con vật sẽ không bén mảng quanh đây nữa. Có những cái miệng đói ở nhà đang chờ mang đồ ăn về. Ở độ tuổi đang lớn, lũ chó rừng con luôn đói và thiếu kiên nhẫn. Chó mẹ trở về trước. Bữa ăn của bầy chó con được chó mẹ nôn ra. Thịt voi được nuốt vào bụng ban nãy, giờ được đẩy ra ngoài nhờ sự co thắt dạ dày. Có đủ thức ăn cho mọi thành viên trong gia đình. Cách đó không xa, một đứa trẻ đang ôm chiếc bụng đói trông ngóng. Mẹ của nó không còn đủ năng lượng để nuôi nó. Mẹ nó cần tìm một con mồi, hoặc tốt hơn là một cái xác thối để tránh lãng phí phần năng lượng còn lại vào việc đi săn. Cuối cùng là sự xuất hiện tình cờ của một con hà mã đang trên đường trở về sông sau một đêm dài kiếm ăn. Sau khi mặt trời mọc, các bữa ăn chưa có dấu hiệu dừng lại. Một con đại bàng châu Phi đang rỉa phần gân mà các động vật có vú từ bỏ vì chúng quá cứng. Một con lợn rừng ăn tạp cũng không bỏ qua món thịt thối ngon lành.